Dạ, thưa thầy, con có cái thắc mắc này, xin nhờ thầy hãy đáp giùm. Giống như hồi xưa con có đi theo pháp môn Tịnh Độ thì quý thầy nói là mình niệm Phật, rồi tới hồi mình tới Phúc Lâm Chung thì tâm tỉnh táo thì thấy Đức Phật dạy rước. Nhưng sau này thì con theo pháp của sư, cái hiện nay vừa rồi gia đình con có một sự việc xảy ra như vậy nè. Ông anh con ông sống bình thường ông không có tu hành gì hết trơn á. Cái con mới hay tải mấy cái thuyết pháp cho anh nghe. Trước thì con tải thuyết pháp mà bên Tịnh Độ cho anh nghe, cái anh nói cái này tao không nghe. Cái sau cái anh phát bệnh, cái ảnh hay kêu con lắm, cái con về, cái con cũng vô bệnh viện, con nói ảnh thì bệnh thì trị, còn miệng hết thấy mà không được nữa thì về, nhà. Con cũng hiểu được nhiêu nói nhiêu rồi đó, con nói giống như là diễn tuồng đóng phim vậy đó, hết phim này mình đóng phim khác, giữ tâm tĩnh lặng rồi đó. Mà nói ngay con cũng có tải cái thuyết pháp của sư cho anh nghe. Cái anh biết anh sắp chết rồi, cái anh nói với con, anh nói bây giờ anh muốn em tìm cho anh một vị sư để anh quy y. Cái lúc ảnh gần chết á, cái ảnh nhìn con ảnh cười, xong ảnh đưa hai tay lên ảnh ảnh lại sư, xá 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 vậy nào. Mà nếu mình đọc Phật á, thì đó là Phật xuống về giảng sanh đó. Ảnh xá xá cái ảnh nhìn mọi người trong nhà, ảnh giơ tay ảnh chào rồi nè, cái ảnh đi vậy. Bởi con không hiểu sao kỳ sư, ảnh không có tu hành gì trơn á, con chỉ có chép cái USB của sư cho ảnh nghe thôi đó. Mà khi nghe khi không, tại đau quá nghe đâu có nổi. Mà con thắc mắc không biết sao á, kỳ quá à. Cho nên đó, có khi đó, là cái người người ta trải nghiệm cuộc sống rồi, người ta thấy đau khổ thế nào, người ta thấy tất cả mọi thứ thế nào à, tức là bên trong á người ta không phải theo Phật cái theo Chúa hay theo cả, nhưng mà bên trong người ta trải nghiệm, ta cảm nhận được tất cả những cái đó, tất cả những cái nỗi khổ ấy, là những cái gì gì đó, tất cả đấy rồi đến một lúc nào đó người ta thấy là tất cả đều là vô nghĩa. Còn nhiều khi á, mình coi chừng á, mình tu đó là mình muốn đạt được một cái gì đó để cho nó thật là an toàn. Còn bây giờ ông này ông thấy không có cái gì an toàn hết trơn. Mọi thứ đều chẳng có cái gì an toàn cả, không có bám víu vào đâu cả. À, thì lúc đó có thể là ông này giác ngộ ra có. Cho nên thầy mới nói là không phải là tu, mà là cái người biết trải nghiệm, chiêm nghiệm và học ra những bài học trong đời sống đến với mình. Không có vẻ gì tu cả, nhưng mà người đó thực ra là không chừng người đó là tu hơn mình á. Còn mình cái tu của mình nó là tu kiểu cầu toàn, tức là tu để mong được cái này, tu để mong thành cái kia, tu cái này. Thì cái đó là nhiều khi là mình chỉ tham lam hay là mình chỉ muốn là sao mà cho mình được an toàn thôi á, thì cái đó là cái tu đó nó lại không tới đâu hết. Còn bên này người ta thực sống, thực sự sống, thực sự trải nghiệm, thực sự chiêm nghiệm và học ra được những bài học đến từ cuộc đời. Vì cuộc đời nó hoàn hảo, tất cả cái gì mà đến từ cuộc đời á đều là dạy cho mình giác ngộ cả. Còn cái tu mà tu theo chủ quan của mình á, đó là nhiều khi là cái tham vọng của bản ngã. Còn bên này đó là chỉ cần lắng nghe, quan sát, học hỏi những bài học mà cuộc đời đưa đến thế thôi à. Nên có khi thầy nói là thầy hay ví dụ như thế này, nó giả sử mình có hai đứa con, một đứa đó là nó muốn gì là mình cho nấy à, và luôn luôn là cho nó sống ở trong một cái môi trường hoàn toàn đạo đức, và một đứa đó thì cho thả ra ngoài đời á, có khi ăn trộm, ăn cướp, xì ke, ma túy, nó làm đủ thứ trò hết trơn á, rồi cuối cùng nó bệnh tật, rồi nó đau khổ, rồi nó gì đủ thứ hết trơn á, mà coi chừng nó giác ngộ đó. Bởi vì nó trải qua tất cả những cái đó, nó thấy ra, hiểu ra tất cả những cái đó, những cái khổ đau là gì, nó thấy được vô thường, khổ vô ngã là gì. Còn bây giờ mình á, tu là toàn để mong thường lạc ngã không thôi, chứ đâu có phải là thấy ra vô thường, khổ vô ngã đâu. Mình sợ mà, sợ vô thường khổ vô ngã, cho nên mình tìm toàn là thường lạc ngã không thôi. Thì cái đó thật ra là chỉ để là
tô điểm thêm cho cái bản ngã thôi, thỏa mãn cái bản ngã thôi. Vì vậy tưởng như là tu ghê gớm, trên thực tế lại là không được gì cả. Cho nên á, Đức Phật ngài nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì? Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chỉ là thường trở về trọn vẹn quan sát soi sáng lại chính mình. Lúc đó khổ như thế nào, vui như thế nào, thương tiếc như thế nào, oán hận như thế nào, tất cả mọi thứ đều thấy ra. Rồi lúc đó mới thấy ra được cái gì khổ, cái gì lạc, cái gì là luân hồi sinh tử, cái gì là tịch tình niết bàn, là lúc đó thấy ra. Cái thấy ra sự thật đó đó mới là quan trọng. Cho nên cái lần trước thầy nói đó, mục đích tối hậu của tu là thấy ra sự thật, chẳng phải để đạt được bất cứ điều gì, không có đạt được cái gì hết á. Niết bàn cũng chỉ thấy ra thôi chứ không phải để đạt được. Niết bàn thấy ra thôi, tức là trên đời này có cái gì mà nó làm cho mình trói buộc mình á, thì bây giờ mình phải thấy ra để cho đừng trói buộc nữa thôi. Thì á, người ta bị trói buộc trong luân hồi sinh tử, người ta sợ luân hồi sinh tử, người ta muốn niết bàn. Nhưng mà khi người ta muốn niết bàn thì là chính niết bàn lại là trói buộc mình. Đó, vậy thôi, đó là cũng như không. Còn cái cuối cùng của cái giờ chết á, cái cuối cùng của giờ chết á, người ta nói rằng là mình cứ niệm Phật, rồi cái đến khi mà mình chết đi đó, mà tâm mình niệm Phật mà nhất tâm bất loạn á, là mình sẽ lên được cõi tịnh độ. Nhưng mà theo thầy á, thì không phải là chết kiểu đó. Không phải chết kiểu đó, mà chết là chết đi cái bản ngã. Tức là cái chữ niệm Phật ở đây đó, có nghĩa là trở về với cái sự thanh tịnh trong sáng mà sẵn có ở nơi mình. Người ta nói mình niệm Phật để chi đó, để cho mình khi mình niệm Phật á, là tâm mình nó không có vòng đồng nữa, mà nó trở về với cái sự thanh tịnh trong sáng. Khi trở về với sự thanh tịnh trong sáng á, thì nó mất đi cái bản ngã, nó chỉ còn lại sự thanh tịnh trong sáng thôi, chứ nó không còn sự bản ngã. Thì lúc đó cái sự thanh tịnh trong sáng đó sẽ hướng dẫn cho mình tất cả mọi thứ. Cho nên gọi là sự thanh tịnh trong sáng đó là A Di Đà, và nói là Đức A Di Đà tiếp dẫn, có nghĩa là khi không còn cái bản ngã nữa thì trí tuệ sẽ là cái tâm mà chói sáng đó, sẽ soi sáng mình trong tất cả mọi hoạt động của đời sống. Chẳng phải chết, không phải chết cái đó, chết là chết đi cái bản ngã, chẳng phải là chết, không phải là chết nhắm mắt từ trần, không phải vậy, mà chết đi cái bản ngã. Chứ bây giờ mình niệm Phật hay là chánh niệm tỉnh giác như thế nào mà đến cái lúc mà mình chỉ có tròn vẹn với thực tại đang là, thì lúc đó không còn bản ngã. Và khi không còn bản ngã thì trí tuệ sẽ soi sáng để cho mình làm tất cả mọi thứ. Thí dụ như hồi nãy thầy nói đó, lúc đó mình gài nút cũng trí tuệ soi sáng, lúc đó mình ăn cơm cũng trí tuệ soi sáng, mình đi đứng nằm ngồi đều trí tuệ soi sáng. Cho nên gọi là Đức A Di Đà tiếp dẫn. Tiếp dẫn là vậy đó, tức là A Di Đà tức là cái tâm Pavasara Citta sáng suốt ở đây mỗi người đó. Cái tâm đó sẽ là soi sáng cho mình làm tất cả mọi chuyện. Chứ còn mà đợi chết đi mới lên thì nó lâu quá. Giờ chết bây giờ đi cho nó khỏe. Cho nên nó mới có một cái bài kệ như thế này: tâm không làm muôn việc, tức là làm muôn việc nhưng mà tâm vẫn là tâm rộng lặng trong sáng thôi. Tâm không làm muôn việc, công đức trả về không. Tức là mình có làm được cái gì đó cũng là không thôi, chứ không có công đức gì cả. Đừng, nếu mà mình làm cái gì mà có công đức là bạn ngạ rồi. Mình làm là với tâm không thì bây giờ là cũng không có công đức gì, công đức cũng trả về không. Sống nhờ ơn không tàn, tức là mình sống đây á, thực ra mình sinh ra bằng hai bàn tay trắng, rồi tất cả mọi thứ là cũng của trời đất vậy thôi. Bây giờ mình ăn cái thứ gì, mình sống cái gì cũng là từ trời đất mà ra thôi, chứ đâu hít hơi thở cũng là của trời đất, hít oxy gì đó là cũng trời đất, cũng chứ đâu mình đâu có đâu đó. Rồi
tất cả mọi cái đều là từ trời đất mà có. Cho nên á, là mình sống á, là nhờ từ cái không mà có. Đó. Cho nên là chết từ thua lọt lòng. Chết từ thua lọt lòng tức là cái bản ngã mà nó mới khởi lên á, là nó chết liền đi. Thì lúc đó mình mới là thực sự tròn vẹn với Pháp. Đó. Cho nên là tâm không làm muôn việc, công đức trả về không, sống nhờ ơn không tàn, chết từ thua lọt lòng. Đó. Thì đó là cái, đó chính là trở về với cái bản nguyên thanh tịnh trong sáng và hoàn hảo của đời sống. Rồi nghĩ cái đã rồi tuần sau tiếp. Y đàng nô nham ti nàng ôn tu su ki ta ôn tu nha. Y đàng nô nha ti nàng ôn tu su ki ta ôn tu nha ta yo. Y đàng nô nham ti nàng ôn tu su ki ta ôn tu nha ta yo. Y đàng va ta me asavakkhaya vang ho tu.